What you doing? You sit in now. Put me my foot. Put his seeds in. Okay. Within the hole of that, you created that. That thing to right. Put in there. Oh, easy. Mm. Mm. Okay. You go another one. Mm. Okay, and then your pencil. So, something's going on. Mm-hmm. Your pencil will do that one. And go with them. Đây các bạn, bà xã mới vừa khám phá ra một sự thú vị vô cùng, nghĩa là bà xã dùng cái ống hút á để bỏ vô trong một ống hút, rồi mình mới dùng cái đậy lại. Đây mình làm như vậy thì nó không có không khí ở trong đó các bạn. Đó. Chưa nhìn rồi đó. Không thích sợ. Phút môi. Rồi dù dìu đã khô cho dù dùm ao xí. Chưa nè. Lập lộ lại mình đánh cho nó phải có không khí đó. Lợi nó không có không khí nữa, nó mọc có không khí mà nó mọc chậm lắm các bạn, mình phải lấp lại để cho nó không có không khí. Cái timer để có cái gì bật lên bật xuống cho nó đúng cái thời gian đó, chứ không thôi là nó sẽ khô cái mình gieo mầm á, không? Nhưng mà cái này mình làm cái khác, là cái này là mình không cần phải mua cái timer đó, mình có thể là mình để một cái dưới đây đó. Rồi lấy cái bao, lấy cái hộp giấy á, thì nó có những cái trong đây nè, nó có những cái lỗ đây, mình hay làm cái lỗ để nó thông gió đó các bạn. Rồi mình để lên như vậy đó, để lên như vậy á thì là nó sẽ nó không có nóng thẳng lên trên cái dĩ để mình ươm mầm, thì nó sẽ như vậy, thì nó sẽ có cái hở để gió nó thổi vô, thì mình không có cần phải mua timer để mình trồng cái ươm mầm lên đó, thì mình có thể để vô hoài đó, thì nó sẽ ươm mầm cho mình luôn luôn, mình không cần phải rút điện ra rút điện vô hay là mình phải mua timer để chỉnh giờ đó, thì nó sẽ làm như vậy, thì nó không có tiếp giáp với cái hộp cái ring house cái ươm mầm của mình. Đây các bạn, mình sẽ ươm lên nè đó, mình không cần phải tắt đó, thấy không? Để như vậy đó, lên nó ươm mầm cho nó khỏi tiếp giác lên đó, thì nó có gió nó thổi vô thì nó sẽ không có làm nóng mà không làm chết cái mầm của mình đó. Đơn giản như vậy đó các bạn đó.
That's how the ways I do my heat mat when I row indoor. See? Indoor now. See? I row in something. Look like rain inside. Indoor. And I row in now. A little bit raw. Oh, yeah. A little bit raw. But this one is row faster because I row indoor. Thank you, everybody. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.